Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Virus Corona Bắc Kinh cố tình phủ nhận virus xuất phát từ Trung Quốc. Vẫn như thường lệ, từ các nhà nước theo thể chế độc đảng, độc tài, nhà cầm quyền Trung Quốc đang cố gắng xóa dần các thông tin về loại virus nguy hiểm đã lan ra toàn cầu từ nguồn Vũ Hán. Báo chí quốc tế đang miêu tả điều này. Đây là hình ảnh virus corona Bắc Kinh đang cố gắng phủ nhận có xuất xứ từ Trung Quốc. Một hình ảnh các bạn đang xem là một bệnh viện điều trị loại virus corona tại tâm dịch Vũ Hán, trung tâm Trung Quốc chụp ngày 17 tháng 2 năm 2020. Dịch virus corona càng lúc càng lan rộng tại châu Âu, dĩ nhiên là đề tài chủ đạo trên báo Pháp ra ngày 12 tháng 3 năm 2020, nêu bật trên trang nhất của họ. Dù chọn chủ đề khác nhau làm tựa, các tờ báo này cũng đã dành nhiều bài viết cho con virus corona đang làm đại họa cho toàn thế giới. La Croix có một bài viết đáng chú ý, tiếp tục vạch trần ý đồ gần đây của Bắc Kinh muốn xóa nhòa vai trò của Trung Quốc trong việc gây nên đại dịch toàn cầu. Trong bài, Trung Quốc muốn tin rằng dịch COVID-19 đã lùi vào quá khứ. Nhật báo Công giáo La Croix đã nhận định hai chiều hướng trái ngược nhau đang diễn ra như sau. Dịch bệnh tại Trung Quốc ngày càng có thêm dấu hiệu lùi bước, trong lúc tại phần còn lại của thế giới, từ ngữ đại dịch đã được sử dụng. Và đại dịch do virus Vũ Hán gây ra, mặc dù được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chính phủ Trung Quốc cố công ngăn chặn, nhưng nguy cơ bùng phát và tái diễn dịch bệnh vẫn đang lơ lửng ở khắp đại lục này với trên 1,4 tỷ người dân. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Vũ Hán được diễn ra vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Dịch virus Vũ Hán đã lùi bước tại Trung Quốc nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn. Theo báo La Croix, khi lần đầu tiên đặt chân đến Vũ Hán, nơi xuất phát của dịch virus corona đang lan rộng trên toàn thế giới vào hôm 10 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng sự lây lan của dịch bệnh kể như đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, ông đã cẩn thận, chưa tuyên bố chiến thắng, vì nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát vẫn còn đó trong bối cảnh đại dịch đang lan rộng toàn Trung Quốc và bên ngoài. Đối với tờ báo La Croix, Trung Quốc hiện đang đứng trước hai nguy cơ chủ chốt. Trước hết, việc khôi phục các hoạt động thương mại và công nghiệp sẽ tạo ra tình trạng dân chúng khắp nơi tiếp xúc với nhau, tạo điều kiện cho virus lây lan quay trở lại. Ngoài ra, đại dịch hoành hành tại Trung Quốc có thể gây ra hiệu ứng Blomberg, nhất là khi hàng ngàn người Trung Quốc ra nước ngoài nhân kỳ nghỉ Tết hồi tháng Giêng vừa qua, sẽ hồi hương. Nhiều trường hợp virus corona từ Ý, Iran, Hàn Quốc đã tái nhập vào Trung Quốc được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng đang cố sức vận động, truyền thông nhằm đánh lạc hướng dư luận thế giới về nguồn của loại virus từ Vũ Hán. Thậm chí họ còn đổ tội cho các nước khác đã gây ra loại virus nguy hiểm này. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo, Nhật Bản. Với nội dung nhấn mạnh tuyên truyền để xóa nhòa việc Trung Quốc là nơi phát tán virus. Tuy nhiên, nhìn chung trên bình diện y tế, bầu không khí tại Trung Quốc đã lạc quan trở lại. Trong bối cảnh đó, tờ La Croix đã ghi nhận sự kiện như sau. Guồng máy tuyên truyền đã khởi động trở lại để bắt đầu xóa khỏi ký ức tập thể của người Trung Quốc lẫn người ngoại quốc, nguồn gốc và bản chất Trung Quốc là virus Vũ Hán. Theo tờ La Croix, từ một tuần lễ nay, Trung Quốc đã tung ra cả một chiến dịch ngoại giao và tuyên truyền nhằm mục đích xóa nhòa thời điểm chính xác mà dịch bệnh bùng lên. Tờ báo này cho biết như sau. Mọi đại sứ của Trung Quốc đều phải dùng tài khoản Twitter vốn bị cấm ở Trung Quốc của mình để truyền thông và thông điệp đi với nội dung như sau. Cho dù virus corona đã xuất phát từ Vũ Hán, nhưng nguồn gốc thực sự của nó vẫn chưa được biết. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chính xác virus đến từ đâu. Đối với tờ báo La Croix, Trung Quốc còn có một động thái thâm hiểm hơn khi gọi virus corona ở ngoại quốc bằng những cái tên khác. Chẳng hạn như Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo đã sử dụng từ virus Nhật Bản.
tờ báo Pháp đã kết luận như sau. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, một mình nắm giữ sự thật lịch sử, phải tạo ra tâm lý nghi ngờ đối với mọi thứ gắn với Trung Quốc, với virus, và phải xóa bỏ mối quan hệ này ra khỏi sử sách. Trong số những vụ tẩy xóa lịch sử khác kể từ năm 1949, Bắc Kinh đã xóa được vụ thảm sát Tiananmen vào năm 1989 ra khỏi tâm trí của tất cả các thế hệ được sinh ra sau sự kiện đó. Và ngay cả trong đại dịch, nhà cầm quyền Trung Quốc cũng không quên biện pháp làm tăng ảnh hưởng lên các nước khác nhằm thực hiện ý đồ bành trướng trong tương lai. Và Ý là một trong những nước đầu tiên của Liên minh châu Âu đã ký kết thỏa thuận tham gia chiến lược vành đai và con đường với Trung Quốc. Nhưng giờ đây, họ đã phải giơ tay xin hỗ trợ từ chế độ độc tài Bắc Kinh. Đây là hình ảnh cảnh sát Ý đã chốt chặn các ngã đường. Cả nước Ý đã bị cách ly, 60 triệu người dân được lệnh hạn chế đi lại kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2020. Tờ báo Les Echos miền Bắc nước Ý muốn chính quyền dùng mô hình cách ly Vũ Hán để là tiêu đề của bài báo. Cũng liên quan đến vai trò của Trung Quốc, nhật báo kinh tế Les Echos đã đặc biệt chú ý đến sự kiện Ý vừa qua sang nhờ Trung Quốc giúp đỡ trong việc chống dịch COVID-19. Theo đặc phái viên của tờ báo tại Ý, trước hàng trăm bề khó khăn đang gặp phải trong việc đối phó với sự lây lan của dịch virus corona, giới y tế tại miền Bắc nước Ý đã lên tiếng đòi chính quyền Roma phải ban hành những biện pháp cách ly quyết liệt hơn. Người điều phối các hoạt động cấp cứu phụ trách vùng Lombardia, nơi chịu tác hại nặng nề nhất của dịch bệnh đã nói thẳng: hãy áp dụng mô hình Vũ Hán để kiềm chế đà lây lan của dịch bệnh. Theo tờ Les Echos, chủ tịch hai vùng Lombardia và Veneto đã kêu gọi chính quyền trung ương ban bố lệnh phong tỏa và cách ly hoàn toàn để chống dịch, tức là đóng cửa tất cả các nhà máy, doanh nghiệp và cửa hàng thương mại, giảm hoạt động của các ngành vận chuyển đến mức tối thiểu. Những đòi hỏi triệt để kể trên đã được giới chủ nhân cũng như chính phủ Ý tiếp nhận một cách rất dè dặt vì sợ rằng sẽ tạo ra những khó khăn kinh tế, gây nên bùng phát và bùng nổ xã hội. Và cuối cùng thì Trung Quốc cũng đạt được thỏa thuận với Ý để bán cho nước này hàng ngàn máy trợ thở và nhiều thiết bị, vật tư phòng dịch chỉ để chữa chính cái loại virus đến từ Vũ Hán mà Trung Quốc đã phát ra. Đây là hình ảnh tờ Affix quảng cáo cho sự hợp tác giữa Trung Quốc và Ý tại một khu phố tàu ở Milan, Italia. Bị châu Âu bỏ bê, Ý cầu viện Trung Quốc là tựa đề một bài báo khác. Trước mắt, theo tờ Les Echos, chính quyền Ý đã kêu gọi châu Âu giúp đỡ. Thế nhưng, trước phản ứng chậm chạp của Bruxelles, Bỉ, Roma đã quay sang nhờ Trung Quốc và đã được Bắc Kinh chấp nhận ngay. Theo ghi nhận của tờ Les Echos, Trung Quốc như đã không chấp nhận việc chính phủ Ý là một trong những nước hiếm hoi đầu tiên đình chỉ ngay lập tức tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc khi dịch virus COVID bùng lên tại Vũ Hán. Và như vậy là Bắc Kinh đang cấp tốc chuyển qua cho Ý 1.000 máy hỗ trợ thở. Ý hiện nay chỉ có 3.000 chiếc mà thôi. 20.000 bộ quần áo bảo hộ y tế cùng với 9 chuyên gia thành thạo trong chiến dịch chống COVID-19 tại Trung Quốc vừa qua. Bắc Kinh cũng đã hứa gửi qua Roma 100.000 chiếc khẩu trang công nghệ cao và yêu cầu các công ty Trung Quốc xuất khẩu 2 triệu chiếc khẩu trang y tế thông thường sang Ý. Về phía chính phủ Ý, tờ Les Echos đã ghi nhận là Roma đã cam kết mua một khối lượng lớn thiết bị hỗ trợ hô hấp. Đây là những thiết bị do các công ty Trung Quốc làm ra để đối phó với dịch bệnh tại chỗ, nay bị tồn kho vì không còn cần thiết nữa. Theo nhật báo Pháp, Ngoại trưởng Ý đã được đồng nhiệm Trung Quốc cam kết hôm 10 tháng 3 năm 2020 là sẽ ưu tiên đáp ứng các yêu cầu của Roma. Ông Luigi đã cảm ơn phía Trung Quốc và tuyên bố rằng chúng tôi chắc chắn sẽ không quên quốc gia đã gần gũi với chúng tôi. Les Echos đã bình luận như sau. Lời cảm ơn này chẳng khác gì một lời trách móc nhắm vào Bruxelles, tức là vào châu Âu. Và châu Âu cũng đang triển khai các biện pháp phòng và chống dịch virus Vũ Hán. Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã một lần nữa thể hiện bản lĩnh lãnh đạo của mình khi sẵn sàng hỗ trợ các nước khác trong Liên minh châu Âu để cùng nhau chống dịch bệnh này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel trong buổi họp báo về đại dịch virus
Vũ Hán hôm 11 tháng 3 năm 2020 tại Berlin. Trang nhất các báo đăng tải hàng loạt các tựa đề. Như đã nói trên, hai tờ Le Figaro và Le Echo đã dành hồ sơ chính và tựa đề lớn nhất cho dịch trang về các bài báo về dịch virus Vũ Hán, trong lúc tờ Le Monde và các tờ báo khác thì chú ý đến thời sự Pháp hay quốc tế. Dù cùng khai thác chủ đề về virus corona, nhưng Le Figaro đã nhấn mạnh đến phản ứng của châu Âu với hàng tựa đề lớn như sau. Đối mặt với đại dịch, châu Âu đang cố gắng tổ chức cách phản ứng, trong khi đó, Le Echo lại chú ý nhiều hơn đến tình hình tại Pháp và cho rằng Pháp bị virus bao vây. Đối với tờ Le Echo, để tránh tình trạng các quốc gia vì lợi ích, ích kỷ chỉ bo bo lo cho mình, chính Ủy ban châu Âu sẽ đứng ra điều phối công cuộc đấu tranh chống đại dịch giữa các thành viên của Liên hiệp châu Âu. Tờ Le Figaro đã nói như vậy và đây quả là một việc không dễ dàng cho truyền thống, khó hợp tác giữa các nước châu Âu với nhau. Tuy vậy, cả hai tờ báo đều có vẻ khen ngợi quyết định của nước Đức với việc Thủ tướng Merkel sẵn sàng để Đức tham gia trợ giúp các nước khác, đồng thời từ bỏ thái độ cứng rắn trên vấn đề thâm hụt ngân sách để các nước có thể tung tiền chống dịch. Và tại Trung Quốc và Việt Nam, nơi không có tự do báo chí, tự do biểu đạt và các tổ chức đánh giá y tế độc lập, nên số liệu thống kê các bệnh nhân lây nhiễm virus Vũ Hán không đáng tin cậy. Điều đó dẫn đến hàng triệu người dân sẽ không được tiếp cận các hỗ trợ y tế khi cần thiết và khả năng lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao. Con số người nhiễm bệnh và chết được nhà cầm quyền cộng sản làm đẹp lên, hòng che mắt người dân trong nước và quốc tế. Mỗi người dân khi sống ở các quốc gia độc tài này chỉ còn cách hãy tự lo cho bản thân và gia đình để mong tránh được những cái chết bất ngờ và oan trái. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Đức, Trung Khoa, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.